Giúp các bạn cán bộ công nhân viên củng cố các kiến thức về sản phẩm cũng như là các quy định của công ty và văn hóa Unihome. Trong năm 2019 này, công ty đã tổ chức khởi động cuộc đua thử thách bản lĩnh. Đây là cái dịp để cho các bạn có dịp cọ sát và tìm hiểu các kiến thức về công ty cũng như là cái dịp các bạn có một cái sân chơi tăng cái tính đoàn kết hòa đồng với lại các phòng ban, các đơn vị khác. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái kiến thức hữu ích cho mình trong công việc của các bạn hàng ngày.